Sau khi Tôn Bằng thông báo sẽ mở bán táo đỏ cạnh tranh với hàng du mục, nhiều người đã chống đối ra mặt. Một thương hiệu táo đỏ bị nghi là của chồng cũ chiến thần chốt đơn đã bị cộng đồng mạng đồng loạt tẩy chay. Cách đây chưa lâu, Tôn Bằng đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân thông báo chuẩn bị phân phối táo đỏ ở thị trường Việt Nam, cạnh tranh một kèm một với hàng du mục. Dưới bài đăng, không ít cư dân mạng đã để lại bình luận chống đối việc này như: xưa giờ chưa bom ai, nhưng anh là ngoại lệ, hứa sẽ mua, còn nhận hay không thì không biết. Bên cạnh đó, cũng có người bày tỏ lo ngại chồng cũ hàng du mục hạ giá thấp xuống để thu hút người mua và những ai ham giá rẻ sẽ sập bẫy ngay. Cho tới mới đây, mạng xã hội TikTok bỗng xuất hiện các luồng thông tin trái chiều về một thương hiệu táo đỏ được cho là của Tôn Bằng. Trước thông tin này, nhiều netizen đã rủ nhau tẩy chay. Thế nhưng lại có một bên khác lên tiếng đính chính khiến cho dân tình bắt đầu cảm thấy rối ren. Cụ thể, trên tài khoản TikTok được cho là của Tôn Bằng, tài khoản này từng đăng rất nhiều thông tin liên quan tới mối quan hệ với hàng du mục, đã đăng tải thông tin về thương hiệu táo đỏ HH như sau. Sản phẩm HH và táo đỏ Tân Cương sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam thông qua những người bạn cùng tôi, sản phẩm đạt chất lượng tốt. Cùng với đó, tài khoản này còn gắn giỏ hàng các sản phẩm táo đỏ HH, chính vì thế, cư dân mạng tin rằng thương hiệu táo đỏ HH chính là của Tôn Bằng hoặc có liên quan mật thiết với người này, bởi vậy đã rủ nhau tẩy chay hoặc bom hàng. Qua tìm hiểu được biết, sản phẩm táo đỏ HH, chuyên bán táo đỏ Tân Cương, Trung Quốc, đã hoạt động trên thị trường được một thời gian, tuy nhiên gần đây thì hot hẳn lên trên TikTok. Khi nhiều người không thể săn được táo của hàng du mục vì quá hot thì bắt đầu rủ nhau mua tại kênh này. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi Tôn Bằng đưa ra những thông tin như trên khiến cho nhiều người quay xe và rủ nhau đưa thương hiệu HH ra đảo. Đối diện phản ứng dữ dội của dân mạng, trên kênh TikTok của HH, một người đại diện đã đưa ra những thông tin đính chính trong buổi phát sóng livestream vào tối ngày 24 tháng 8 năm 2024. Theo đó, người này khẳng định rằng thương hiệu táo đỏ HH hoàn toàn không liên quan tới Tôn Bằng. Việc chồng cũ hàng du mục đăng tải các thông tin liên quan hay gắn giỏ hàng thì vẫn chưa ai biết được nguyên nhân. Phía HH cũng đang cố gắng liên hệ để người đàn ông Trung Quốc gỡ giỏ hàng nhằm tránh những ảnh hưởng không tốt tới mình. Trước những luồng thông tin đối lập này, cư dân mạng cũng nổ ra làn sóng tranh cãi. Nhiều người cho rằng Tôn Bằng đang làm loạn, cố tình đăng để mặt hàng táo đỏ bị ảnh hưởng nhằm gây tác động lên sản phẩm của hàng du mục. Họ cũng đưa ra lời khuyên cho chủ nhân thật sự của thương hiệu HH hãy đăng bài công bố rõ ràng, đính chính để tránh gây ảnh hưởng xấu tới việc buôn bán. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng có thể thương hiệu này có liên quan tới Tôn Bằng và chỉ đang cố dẫn dắt dư luận để không bị tẩy chay mà thôi. Hiện tại, các thông tin và ý kiến về sản phẩm táo đỏ của HH vẫn đang được dân mạng quan tâm, bàn luận. Nói thêm về táo đỏ hàng du mục, nổi tiếng là quả to nên được người tiêu dùng vô cùng thích. Các quả táo có màu đỏ nâu, cầm khá nhẹ tay vì là táo khô. Về hương vị, táo đỏ chiến thần chốt đơn ngọt đậm, xốp, mềm, hơi dẻo và khá cuốn. Dù là táo khô nhưng khi ăn vẫn có một chút độ ẩm nhất định nên không bị chán. Một điểm cần lưu ý, táo đỏ của hàng du mục có mùi thơm đặc trưng của táo tàu khô, dễ khiến liên tưởng tới mùi thuốc bắc, thế nên nếu ai không thích mùi hương này thì có lẽ sẽ không ăn được nhiều.